Thái Nguyễn xin thân mến kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Thái Nguyễn xin mời quý vị hãy đến với tamworld.com. Tamworld.com là một trang web bán những chiếc áo đầm trên online, nhưng duy nhất chỉ bán cho thương hiệu Tam, Your Daily Style. Tam viết ngắn cho Je Tam, có nghĩa là I love you trong tiếng Pháp. Qua nhiều năm qua thì quý vị cũng biết Thái Nguyễn và thương hiệu là Thái Nguyễn Atelier, là nơi cung cấp ra những cái trang phục có 102 cho những buổi dạ tiệc đặc biệt như là đám cưới, dạ tiệc, special occasion và những cái trang phục trên thảm đỏ của Hollywood. Nhưng có rất là nhiều khách hàng và chị em phụ nữ đề nghị với Thái Nguyễn nên có một cái thương hiệu khác, có những cái chiếc áo đầm mà có thể thông dụng hơn, giá cả phải chăng hơn, mà quý vị có thể mặc đi làm sau đó rồi mặc đi chơi với bạn bè và chị em phụ nữ. Thì Thái Nguyễn đã thành lập ra một cái trang web gọi là tamworld.com. Với tamworld.com nhằm để phục vụ cho tất cả chị em phụ nữ hiện đại rất là bận rộn với lại công việc của mình, và còn có lúc cũng là bận rộn với lại gia đình, con cái. Thì với tamworld.com thì nó rất là tiện cho quý vị có thể lên đó xem tất cả những bộ áo đầm mà có thể thông dụng mặc mỗi ngày, mà quý vị có thể mặc một bộ mà có thể mặc đi nhiều nơi khác nhau, tùy theo cái cách mình chọn lựa những cái bộ phận accessory phụ kiện để đi theo với chiếc áo đầm đó. Và cứ mỗi tháng là Thái Nguyễn và team sẽ cung cấp cho quý vị khoảng 25 mẫu khác nhau. Và với tem là quý vị sẽ thấy những cái bộ áo đầm phía sau này nó rất là dễ mặc, nhưng mà rất là nhiều thể loại khác nhau. Có thể là áo đầm trơn, áo đầm hoa văn, áo đầm bông, áo đầm sọc, áo đầm có tay, áo đầm không tay, áo đầm dài, áo đầm ngắn, nhiều thể loại khác nhau để phù hợp cho tất cả quý vị phụ nữ trên thế giới. Thái Nguyễn muốn nêu ra với tamworld.com khác với những trang web khác đó quý vị, là có một cái phần gọi là VIP membership. Và nếu là thành viên VIP thì quý vị sẽ có fill out một cái profile là có 10 câu hỏi mà Thái Nguyễn đã đưa ra để cho quý vị cung cấp những cái tin tức về sở thích, phong cách cá nhân riêng của mình. Chẳng hạn như quý vị thích như là mặc áo đầm ôm, áo đầm rộng thoải mái, áo đầm có tay, áo đầm không tay. Sở thích của mình thích màu nóng, màu lạnh. Sở thích của mình là thích mặc đầm dài qua gối hay là trên gối. Với những cái sở thích đó và cái personal profile đó, Thái Nguyễn và team sẽ chọn lựa một cái mẫu phù hợp với quý vị. Và đúng vào ngày 6 trong mỗi tháng thì chúng tôi sẽ gửi một cái áo đầm theo sở thích quý vị vào ngày 6 trong mỗi tháng. Và tất cả những cái mẫu áo sau đó mà quý vị thích, quý vị muốn order thêm đó, là tất cả là free shipping. Và chúng tôi, nếu mà là thành viên VIP đây, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một cái code để mà được 20% discount cho tổng cộng cái số order đầu tiên của cái tháng đó. Và nếu là một thành viên VIP, xem như là quý vị không có thời gian đi shopping nhiều, quý vị không muốn chọn lựa, thì Thái Nguyễn và team sẽ đứng ra chọn lựa một cái áo đầm để phù hợp cho quý vị. Thì Thái Nguyễn cảm thấy nếu mà là một thành viên thì nó có rất là nhiều đặc biệt, sự đặc biệt khi mà quý vị gia nhập vào tamworld.com. Khi mà quý vị order một cái sản phẩm trên tamworld.com thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong một cái túi như vậy nè quý vị. Và trong đó có một cái bao thơ để mà quý vị biết là mình đã order một cái sản phẩm nào và giá là bao nhiêu. Thì trong cái túi này thì quý vị sẽ có một cái trang phục này. Thì Thái Nguyễn cảm thấy rất là tiện, là tại vì khi mà quý vị order một cái áo đầm như vậy đó, có thể lấy cái áo đầm mặc đi làm, rồi sau đó là trong cái túi này mình có thể bỏ vô một cái bộ đồ đi workout, hoặc là một đôi giày tennis shoe, là tại vì chị em phụ nữ hiện đại có thể đi làm buổi sáng, nhưng mà giờ buổi chiều mình đi gym xong rồi, mình sau khi mình đi gym mình cần mặc lại một cái áo đầm đó với lại một cái đôi giày cao gót hay gì đó để mà mình đi ăn tối với lại bạn bè của mình. Thì trong video clip này quý vị sẽ thấy được cái điều đó được giải thích qua một cô người mẫu buổi sáng đi làm mặc một cái áo đầm đó với lại một cái áo khoác cardigan để mà gặp với sếp mình, và sau đó buổi tối đi ăn tối với chị em bạn gái, là chỉ cần không cần mặc cái áo khoác đó mà cho nó có một cái phong cách trẻ trung sexy hơn với lại đôi giày cao gót. Phụ nữ hiện đại ngày nay luôn bận rộn với vô số công việc, nhưng phụ nữ cũng luôn muốn làm đẹp và xuất hiện rạng rỡ mỗi ngày. Hãy để Tam là stylist của bạn. Tam là thương hiệu thời trang hiện đại, kiểu dáng sang trọng mang phong cách riêng do nhà thiết kế Thái Nguyễn chọn lọc. Chương trình thành viên độc quyền của Tam giúp cho quý vị lựa chọn trang phục phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân, giá cả phải chăng và những ưu đãi đặc biệt.
bộ sưu tập mới được cập nhật đều đặn hàng tháng sẽ mang lại cho quý vị những khám phá bất ngờ. www.themworld.com Your Daily Style. Và sau đây Thái Nguyễn muốn chia sẻ với quý vị thêm một tí xíu chi tiết về phần khi mà mình gia nhập vào thành viên VIP membership của themworld.com. Tại vì nếu mà là thành viên VIP, quý vị sẽ thấy được một cái bộ sưu tập VIP mà chỉ có được VIP mới thấy trước khi tung ra thị trường bán cho tất cả mọi người trên thế giới. Thì quý vị muốn gia nhập vào thành viên thì quý vị sẽ cung cấp một cái profile, trong đó có tên của mình, địa chỉ và số credit card. Thì trong ngày 1 chúng tôi sẽ chạc cái membership đó là $75. Thì quý vị sẽ vô trang web, nó sẽ có một cái phần là Join VIP Today. Thì quý vị sẽ join một cái VIP, thì quý vị bấm vào cái purchase là $75. Thì khi quý vị là thành viên và quý vị cung cấp cái số credit card để mà vô thành viên như vậy, thì team của Tem sẽ có một cái information đó và chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi liền cho quý vị một cái code để gọi là code của thành viên. Thì khi cái code đó quý vị nhận được, quý vị sẽ được $75 credit. Quý vị có từ ngày 1 tới ngày 5 để chọn ra cái kiểu mà quý vị thích. Thì khi mà quý vị chọn ra một cái kiểu đó, chẳng hạn như cái kiểu đó là $120, nhưng mà là thành viên VIP, ngay lập tức quý vị sẽ có một cái code để được 20% discount. Có nghĩa là cái áo nó sẽ thành là còn lại là 100, chẳng hạn như là vậy. Rồi sau đó là quý vị lại trừ đi cái credit mà quý vị đã mua 75%, thì là quý vị sẽ còn $25, thì quý vị sẽ trả cái số còn lại là $25 đó để nhận được một cái áo đó. Nhưng từ ngày 1 tới ngày 5 mà quý vị không có thời gian, hoặc là quý vị không muốn chọn một cái áo nào, mà chỉ để cho team của Tem sẽ chọn ra một cái áo phù hợp với lại cái sở thích và cái phong cách mà quý vị đã đưa ra, gửi đến tận nhà cho quý vị vào ngày 6. Và cái áo mà chúng tôi gửi nó sẽ tương đương với lại cái giá membership của quý vị là $75, mà quý vị không cần phải trả thêm một cái phí nào nữa hết. Cho nên đối với Thái Nguyễn là rất là tiện lợi khi mà quý vị đã mua một cái membership $75 rồi, không cần phải mà bận tâm phải lựa kiểu gì hết. Thì quý vị cứ đợi tới ngày 6 là cái ngày mà chúng tôi, Thái và team sẽ lựa ra một cái trang phục cho quý vị và gửi đến tận nhà cho quý vị chỉ với một cái membership là $75. Nhưng trong tháng đó, từ ngày 6 cho tới ngày 30, cho tới cuối tháng mà quý vị muốn mua thêm một cái chiếc áo nào đó, mình thích nhiều áo nè quý vị, nếu mà một áo trong một tháng không sao, quý vị cũng có thể mua cái order đó và quý vị sẽ được 20% của cái first order. Có nghĩa là trong cái tháng đó, từ ngày 6 cho tới cuối tháng mà quý vị mua 10 áo, quý vị cũng được 20%, mua một áo cũng được 20%, nhưng chỉ có một cái lần order đầu tiên mà quý vị bấm vô thôi. Cho nên là Thái Nguyễn đề nghị nếu quý vị thích nhiều áo trong tháng đó đó, thì quý vị nên chọn lựa cho kỹ và chỉ order một lần để được cái 20% đó. Tại vì nếu mà trong cái tháng đó sau ngày 6 mà quý vị order rồi một cái, rồi xong 2 ngày sau quý vị order thêm nữa, thì cái áo đầu tiên chỉ được 20%, mà cái áo phía sau sẽ không được 20% discount. Thái Nguyễn cảm thấy là quý vị khi mà được cái membership như vậy, ngày 6 mà mình được một cái áo mà tự nhiên từ một cái company, một cái team có Thái Nguyễn và team của Tem, mà chọn một cái chiếc áo mà theo phong cách của mình, mà gửi tới nhà, mà tự nhiên mình đi làm về mình có một cái package, rồi trong đó có một cái áo mà theo cái phong cách của mình, thì Thái nghĩ đó là một cái sự ngạc nhiên rất là đáng quý, mà mình nên làm như vậy để mình có những cái sự mà nhiều màu sắc trong cái tủ quần áo của mình, khi một người khác với những cái ánh mắt khác chọn lựa ngay cho mình. Thì với thương hiệu Tem Your Daily Style trên cái trang web của temworld.com sẽ là một cái nơi rất là tiện lợi cho quý vị với những trang phục rất là thoải mái, thông dụng và giá phải chăng. Thái Nguyễn xin chào đón quý vị đến với temworld.com, nơi cung cấp thương hiệu Tem Your Daily Style. Xin cảm ơn quý vị.